Ok, hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bé Susu nha mọi người. Và từ đây về sau cái kênh này chính thức là kênh của Susu luôn nha. Ai, Susu hello cô chú ơi. Sao nhìn ba? Đó. Các bạn ơi, hôm nay là một clip cực kỳ đặc biệt luôn mọi người. Tại vì sao đặc biệt? Tại vì hôm nay là ngày Susu biết bò mọi người ơi. Không phải gọi là bò mà là biết trường các bạn. Mình còn ngạc nhiên nữa chứ các bạn. Susu kìa, ngạc nhiên không? Susu cứ bất ngờ chứ ông già. Ai, Susu giờ mới thức dậy các bạn ơi, mình đang mong chờ Susu thức dậy cực kỳ luôn. Tại vì Susu ngủ từ trưa tới giờ, không biết cái nết giống ai, nó chắc giống mẹ nó. Giống tôi nè. Ngủ cũng từ trưa tới giờ cũng mới thức luôn. Hai mẹ con nó mới thức các bạn, chỉ có mình là làm việc thôi. Quá dữ. Quá dữ gớm lắm. Thôi, giờ không nói vòng vo các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem Susu trường nha. Mà không phải đơn giản Susu biết trường đó các bạn ơi, mình là người tập cho Susu trường ơi. Mình là người tập cho Susu trường ấy. Chứ không phải là đơn giản Susu biết trường đâu. Rồi, bắt đầu trường nha. Thì đã cho Susu trường các bạn ơi, thì trước tiên mình sẽ quét nhà nha. Đây. Quét cho sạch nha. Thì quét nhà xong xuôi rồi, bây giờ mình sẽ trải tấm điện ra nè. Đây, không phải như thế. Rồi. Thế mời Susu vào vị trí. Chuẩn bị. Đấy, không đơn giản là Susu sẽ bò đâu. Không đơn giản Susu sẽ trường đâu. Muốn Susu trường thì phải dụ Susu nó mới được. Giờ mình sẽ lấy cái thau chơi của Susu ra đã. Ok, có rồi. Ok, châu châu lại đây. Châu châu lại đây. Ôi ôi, ôi ôi. Let's go. Đã, cá. Đây. Nè các bạn xem Susu trường nè. Đấy đâu mà im, không có trường đâu. Bật chiếc xe tăng lên nè. Sẵn nằm im, chưa trường đâu, các bạn biết tại sao? Tại vì Susu quên. Quên cách trường á mọi người, quên nó không biết là trường như thế nào á. Đúng không Susu? Bây giờ mình phải dạy, sẽ dạy cho Susu cái cách cho Susu trường nha. Đây nè, trước tiên muốn trường đúng không? Chưa. Đây, quay người lại, Susu xoay người lại. Giống ba. Rồi, một tay đưa lên trước. Tay đưa đây nè. Tay nè. Tay trái đưa lên trên. Tay trái đưa lên trên, đúng rồi, tay này nè đưa lên đây. Đúng rồi. Tay trái, tay nó tay phải rồi, tay trái đưa lên trên, tay phải để dưới. Cái giò nè, cái giò trái nè, cái giò nhìn cha ra. Nhìn cha ra. Cái giò trái nè, cái giò trái nè, đúng rồi, cái giò trái nè. Cái làm gì vậy? Thấy ơi, sao luôn á. Cái giò trái nè. Đi, anh đã chỉ con trường mà, cái giò trái đã dậy rồi trường lên. Đó, thấy không? Các bạn thấy chưa? Có dẹp đồ chơi coi. Đấy coi con trường đó. Trường chưa có gành, trường chưa có gành. Trường chưa có gành nè. Từ từ cục vàng. Sao? Xu xu trường chưa có gành đâu. Mình phải dạy cho xu trường từ từ đã. Em chỉ xu hoàng hoàng ra coi. Đây nè, trước tiên là con phải nằm bình thường, ví dụ bình thường ngủ nằm sao? Từ từ. Cái mặt của nó kìa, mặt của nó xấu xí nè. Rồi làm vậy đúng không? Rồi. Nè, công thức nè số 3. Tay trái đưa lên trên, tay phải để ra dưới, chân trái đưa lên. Mình không biết phải, anh đặt dây trái anh đặt sai rồi đó. Tay phải đưa lên, tay trái để dưới. Giò trái. Phải thuận nhìn nha, phải thuận nhìn. Giò trái đưa nè. Xu, nhìn nè. Làm theo ba thôi. Nè, đó. Đó thấy không nè. Giỏi quá, Susu cho này giỏi. Làm theo ba nè. Nè, ngồi đây coi ba làm mẫu rồi làm theo nè. Rồi coi kỹ nha. Làm một lần duy nhất thôi đó. Coi dữ chưa? Rồi coi dữ chưa? Ham chưa? Không được rồi thôi. Coi ba nè. Coi ba nè. Nè. Tay phải. Nó đây nè, tay phải đưa lên. Giò trái đưa sớ dây rồi, rồi trường lên. Giống như đập dặn mà. Trường coi.
bắt ngủ á, là cháu lên bắt kêu bạn lên là thua đó. Rồi như vậy thì Su Su biết các bạn biết sao không? Tại vì Su Su không có phần thưởng gì nên là Su Su không chịu gọi phần thưởng nha. Ai trừ ai nhanh nhất sẽ lấy được con gà. Ai trừ ai nhanh nhất sẽ lấy được con gà. Ok chưa? 1, 2, 3 Let's go. Cái gì vậy? Trừ đây. Trừ không phải là bỏ. Rồi kìa kìa. Đúng rồi. Nhanh lên ba chứ mày lấy được con. Nhanh lên ba chứ mày lấy được con gà nè. Sao quá sao. Được á. Xin chào. Chơi làm gian. Rồi bây giờ ai chiến thắng sẽ lấy được đồ chơi nha. Ai chiến thắng sẽ lấy được cái chóp rồi. Vô. Đẹp quá bắt đầu. Vô. Vô. Gian. Ôi ơi ba gần thắng rồi là Chu ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Sao anh đâu ai vậy? Mẹ lên chiến đấu thì con rồi đó. Như là thành con hay thôi. Của bà đó. Của ấy. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đó, đó các bạn thấy chưa? Quay tiếng nhẹ quay Su Su à. Sự lên kìa. Đó, 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 đó. Bất ngờ thì sự luôn á. Đây, bà tiếp chờ khúc nè. Số mát giỏi quá. Châu Châu giỏi quá. Đây là thưởng với Châu Châu. Bà thưởng với Châu Châu. Đây là thưởng với Châu Châu đó. Ủa mặt trò, mặt thật sự, mặt ngộ quá à. Giỏi dạ. Về coi điện kìa. Ừ. Về coi điện. Thôi thôi, tôi đào lấy cái cho khác đây. À nè. À, bây giờ cho Su Su bò thơm nha. Đó, ba chỉ con bò đó, bây giờ chỉ việc con làm rồi đó. Con làm ơi. Đây nè. Đâu có được, nó phải bò theo hướng chỉ định mới được chứ. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Let's go. Làm được mà, cố lên. Cố lên. Phần thưởng ngay trước mắt rồi. Ơi. Nó chuẩn bị bò luôn kìa, nó không trường nữa. Nó từ từ, người ta phải tập từng bước chứ. Nè em cặp quay. Đâu có nhảy giọt lên gì được. Cố lên. Let's go, cố lên. Su Su, cố lên. Let's go. Đây đây, đợi mày. Đợi mày. Nó kiểu quá nợ heo. Anh để bình thường thôi là nó bò nó trường à. Anh làm nó thấy không, anh làm chi. Tại anh làm thấy ghét quá nó mới không thèm bò á. Để bình thường thôi. Trời ơi, quánh ra nước. Nó cắn nó gì á. Nước miếng quá đó. Nước miếng của Su Su. Ui ơi. Anh chơi thôi mà, anh nói thôi mà. Nắng con, nắng con, nắng con, nắng con. Người ta đổi vị trí bò, đổi vị trí bò, đổi vị trí bò. Ở đây, ở đây chưa. Trời, người ta bò đúng rồi kìa, người ta bò được một bước rồi kìa. Đã nói nó chỉ bị bò luôn rồi. Nó bò được một bước. Cậu cái mặt, cái mặt quá kìa, cái mặt. Kìa, ngồi đúng rồi kìa. Ngồi đúng rồi kìa, ngồi đúng rồi. Ôi, giỏi quá, giỏi quá, giỏi dữ vậy trời. Giỏi gì? Quá chứ ngồi luôn à. Giỏi gì? Wow, tự biết gọi luôn giỏi quá. Kìa. Giỏi quá đi, tự biết gọi luôn giỏi quá. Ơ, kéo áo lên đã, kéo áo lên đã. Quá, tự ngồi luôn kìa, hồi mấy phút này cho ngoại coi mới được. Ôi, xuất sắc con mẹ nó luôn. Quá xuất sắc rồi mẹ nè, mẹ bồng, hồi mẹ bồng đi chơi nhanh lên. Giỏi, mẹ, nhanh lên. Bò luôn ai, bò cho lên. Nhanh lên. Hồi ơi, nay tự ngồi rồi còn mọi người ơi, không ngờ luôn, không ngờ nhờ qua cái clip này tự nhiên biết ngồi luôn trời. Ê, tào lao nhờ anh chỉ nãy giờ mới biết ngồi chứ không chỉ sao biết ngồi. Trời ơi giỏi quá mọi người anh ơi. Bây giờ nó biết ngồi là mình chuẩn bị mệt rồi, nó biết ngồi, nó biết bò, nó biết đi là mệt lắm mọi người. Anh phải chỉ nó từng ly từng tí một nãy giờ. Ghê quá kìa, chỉnh chỉnh anh chỉnh ít gì. Tập nó tiếp đi kìa. Bây giờ tập bò luôn nè. Tụi tập chơi vô qua tập bò rồi. Cái gì vậy? Nó máu luôn rồi, mệt mỏi cao.
cáo gì đâu, cản bước Mai Gia Minh hả? Cái gì vậy con gái? Cưng quá à. Ở gái của ai trời, kìa tóc tai thì không có, mũi thì cũng không có luôn, còn cái tướng chợ búa không? Chuẩn bị bò luôn à. Đừng mê lắm, lấy phái đồ chơi đó mọi người. Mới có cấp hồi số lượng 5 tháng mấy hay là đã được cái gỗ đồ chơi nè đó mọi người. Buồn ngủ à, mới hết buồn ngủ là giống mẹ mà cái được luôn á. Vô duyên quá à, hai con tao giống giống ai chợ. Buồn ngủ là một cái tội hả? Lật vô đi cho sâu, cố lên. Mấy đứa vỗ tay vô cho sâu, cố lên. Tại cố lên. Biết ngồi luôn, giỏi thiệt sự luôn á. Hôm nay Quá giỏi. Hôm nay biết trường rồi, sẵn biết ngồi luôn. Hay thiệt. Không, cái ngồi mới ngạc nhiên, cái trường này không có gì ngạc nhiên đâu. Tại vì nó trường nó biết mấy hôm gài mọi người, biết đâu có tuần lễ mọi người. Tại mình xạo xạo các bạn như không, biết hơn tuần lễ rồi, biết có hồi mình cấp... Biết hồi 30 tháng 4 á, ngày 30 tháng 4 mọi người. Biết bò cũng mười mấy ngày nay rồi. Phải không nhỉ? 13, 14 ngày nhỉ? Biết bò đâu, biết bò đâu mấy hôm gài, mới đây à. Biết trường 13, 14 ngày rồi. Biết trường, bữa nay mới trường gành nè. Ờ, biết trường 13, 14 ngày. Nếu mà nói mình xạo với các bạn thì cũng không đúng. Thật sự bữa nay Su trường mới gặp đấy, chứ nó gặp trường tàu lao không à. Trường không kiểu như không có phương hướng đấy. Sao không có phương hướng, người ta trường ta quẹo cua, người ta thắng lết người ta đó, quá trời. Không phương hướng mà quẹo tùm lum. Ngồi đó, đó người ta, người ta muốn tự ngồi. Hồi nãy hồi nãy là hồi nãy biết ngồi. Cái đó nó không có tắt, cái đó nó tự ra gì đó. Chú đang quay clip rồi. Hồi nãy tự ngồi luôn, để coi chiếc này coi ngồi, sao. Tự ngồi đi. Từ từ nó mới quen nha mọi người. Những cái gì đầu đời thì nó sẽ chậm lắm. Cố lên, tự ngồi đi. Ê, hồi nãy là không có không tin được luôn á. Tự nhiên, ừ. Đây nè, chuẩn bị tự ngồi đó nè. Làm gì chờ nàng tiên cá đâu ra vậy? Hình như tới lâu lâu mới được ngồi, mới ngồi lần hay vậy á. Thì đã là cái gì người ta mới, người ta từ từ. Đây nè. Ôi, chết mẹ. Dập cái mỏ con vàng rồi. Người ta mới biết rồi. Mà rồi gói gấp mà, người ta mới được rồi mẹ nè. Mẹ, ừ bò lên mẹ. Nhìn lên, lại mẹ, nhìn lên. Mẹ thương. Ừ, giỏi quá, mẹ lên. Ho vài cái mới bò nha. Đó, quá là nhìn Su Su lờ mình hết mờ rồi các bạn ạ. Bỏ đây coi, nhanh lên ơi. Để hôm kia nó thử làm cái gì. 11 phút rồi. Nữa cắt bớt luôn được, tắt không được. Từ từ. Chưa được. Nãy tự nhiên ngồi lên cái giật mình luôn á trời. Từ từ. Nãy phút sáu mấy, phút sáu phút mấy để họ quay cho ngoại con. Cố lên. Để chứ tự, hồi nãy hình như là em với anh không có nhìn nó. Có. Kể thì không, em anh nói chuyện với bộ em anh nói chuyện đừng có. Nó. Em đang làm gì đó, em ăn cơm chưa? Em ăn cơm chưa gì? Một hồi mình đi mua trà sữa nha, anh thèm trà sữa quá trời. Rồi, anh cũng đi mua trà sữa, anh cũng đang thèm trà sữa quá trời nè. Thèm quá trời luôn, thèm trà sữa dữ lắm luôn rồi đó. Ấy ok các bạn ơi, thì hôm nay mình đã quay là cái quá trình mà mình đã hướng dẫn Su Su lọc bò rồi. Sau này các bạn lớn mà các bạn có bé nhỏ thì các bạn hãy làm theo mình nha. Bước đầu tiên nè, tay phải đặt lên trước, sau đó cái giò trái nè mình đưa lên. Đồng thời mình cái tay phải nè mình đẩy lên cái giò của trái của mình, cái giò này mình đẩy lên cái là sẽ trường luôn nha. Các bạn áp dụng vô mà dạy cho các bé nha. Cái này là mình làm từ từ thôi. Nói chung là tỷ lệ thành công rất là cao đấy. Nhưng mà phải là các bạn lưu ý nha, lưu ý là những bạn nào mà lớn á, là từ đủ nhận thức là khoảng 18, 19 tuổi á, hãy chỉ những em bé nha. Ê chứ mấy bạn còn nhỏ nhỏ đừng chỉ các em bé nha. Tại vì nói chung là các bạn không nên chỉ, những người lớn mới nên chỉ thôi. Ok, xem video đừng quên ấn like và đăng ký kênh nha. Bye bye.